hôm nay mình sẽ đánh cái dạy là Midi và những người bạn ha, lần thứ 9. Thì bây giờ mình bóc số là số C17, đã ra cần xong hết rồi. Chuẩn bị vô ha. Coi ơi, bữa nay mình được cái gì không nha anh em? Ok. Lát hồi em sao ra cục điện chết nữa. Em nói thiệt chứ không phải nói xui đâu nha, đừng chửi em nha. Mày điên 25 kg. Tới đâu? Tới một điểm luôn. Thôi ghê quá. Ghê quá chưa. Cũng nhiều. Chế bảo gì? Má, chó này khác nhiều quá, lưng đái. Cũng chửi được. Em bảo thằng anh. Quên. Cái này nó tự lấy, tụi em nó ở trên rồi, nó hành số 1 là được. Trời ơi. Bảy gó con đó má. Đè đó. Cũng hai mấy nè, má có bự không? Rồi. 21 kg. 21 kg. Đây trời ơi, trời 20. 20. 20. Ủa má. Nó chỉ được cái lớp trên còn lớp dưới thôi lông không à. Trên cá lớn rồi. Về chắc anh 30 bởi bao nhiêu à? Ừ. Anh 25 kg cứ 2050. Anh bảo gì lào cái camera. Quên cầm dính nước. 2050. Có. Cầm cái chép đi để mình làm kia nó chạy. Cần đi em, cần cái chết này đủ biết đâu, ông Lâm đó hồi có giải sao? Ông Lâm là có giải chắc rồi. Sao bắt cái tay vậy, dưới một dây sao? Con cái chết đỏ rồi. Thật là thông minh. Kệ nó. Nó bự thì bắt cái trước đi. Nè em cần đi, em cần đi. Em... Ấy, 6 điểm, 7 điểm rồi. Đi đâu Lâm đó hồi, Lâm có giải. Sức 1. Đấy, 7 này nó... Ghê. 7 ký 3. 7395. Cá ghê, bữa này ăn ghê rồi chứ.